Chào các em, hôm nay mình tiếp tục môn tiếng Việt lớp 2. Chủ đề ông bà yêu quý. Bài 1, cô chủ nhà tí hon. Sách tiếng Việt trang 58. Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh nếu cần để tạo thành những từ ngữ chỉ người trong gia đình. Ta có các âm O, B, I, A, N, G, O. Ta có thể ghép được các tiếng 3, 3, 4. Ngoài ra, ta có thể ghép được các tiếng khác như là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Chúng ta cùng quan sát hình. Bài đọc này nói về ai? Mình cùng tìm hiểu. Các em lắng nghe cô đọc bài. Cô chủ nhà tí hon. Ông ngoại ở quê ra chơi. Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn. Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông nhìn Vân, nheo mắt cười. Mời cả nhà cùng ăn cơm nào. Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn. Cháu mời ông, con mời bố mẹ. Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm. Tâm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào? Ông gọi Vân là cô chủ nhà tí hon đấy. Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé bèn chạy đi lấy tâm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tâm cho cả bố và mẹ. Cô chủ nhà tí hon ngoan quá, ông cười khích lệ. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói, thu hằng. Chúng ta cùng chia đoạn. Đoạn 1, từ ông ngoại ở quê ra chơi cho đến lấy giúp ông với nào. Đoạn 2, ông gọi Vân cho đến đúng như lời ông nói. Trong đoạn 1, các em chú ý những từ khó đọc. Ngoại, bữa cơm, hấp dẫn, bẽn lẽn, âu yếm. Trong đoạn 2 có các từ khó đọc: bỗng, quan trọng. Chú ý ngắt nghỉ hơi các câu. Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói. Trong bài cô chủ nhà tí hon có từ nào em chưa hiểu nghĩa? Hấp dẫn có nghĩa lôi cuốn, làm cho người ta thích. Bẽn lẽn, có dáng điệu rụt rè, thiếu tự nhiên vì e thẹn và chưa quen. Thú vị,
có tác dụng làm cho người ta hào hứng, vui thích. Khích lệ, tác động đến tinh thần, làm cho hăng hái thêm. Chúng ta cùng tìm hiểu. Câu thứ nhất, ông nói gì khi Vân định nếm thử thức ăn? Câu thứ hai, ông đã giúp Vân biết thêm điều gì? Câu thứ ba, khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao? Câu thứ tư, khi có khách, em sẽ làm gì để giống một người chủ nhà tí hon? Một, ông nói gì khi Vân định nếm thử thức ăn? Chúng ta tìm câu trả lời trong đoạn 1. Khi Vân định nếm thử thức ăn, ông nói, mời cả nhà cùng ăn cơm nào. 2. Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì? Ông đã giúp Vân biết thêm điều Vân là cô chủ nhà tí hon. Ba, khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao? Mình cùng tìm câu trả lời trong đoạn 2. Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy mình thật quan trọng. Bốn, khi có khách, em sẽ làm gì để giống một người chủ nhà tí hon? Em cần chào hỏi lễ phép và mời khách vào nhà. Em cẩn thận rót nước mời khách. Nội dung chính của bài học: tình cảm yêu thương ông ngoại dành cho bạn nhỏ thể hiện qua những bài học đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Các em nhớ nói và đáp lời chào của mình khi đi học, khi về nhà, với người thân, với thầy cô. Và nhớ luyện đọc lại bài. Bài giảng đến đây kết thúc. Hẹn gặp các em trong các bài giảng tiếp theo.